Viêm tệp, ứng dụng, thêm tùy chọn hành động vào thanh toolbar hay hiển thị kích thước tệp, thư mục trên Finder, bạn đã biết chưa? Vậy Finder là gì? Cách sử dụng như thế nào? Hãy cùng HMAC tìm hiểu nhé! Hướng dẫn sử dụng Finder trên Mac OS. Finder tương tự như là Explorer bên Windows, nó là ứng dụng cơ bản và quan trọng nhất của Mac OS, cho phép người dùng sắp xếp, truy cập, quản lý files hay folder, ứng dụng và hầu hết mọi thứ trên Mac. Hôm nay, HMAC sẽ giới thiệu cho các bạn các tính năng cơ bản của Finder. Đầu tiên, trên thanh dock, các bạn mở Finder, biểu tượng Finder trông giống như một khuôn mặt cười màu lam. Trên cửa sổ Finder, thanh bên trái này là sidebar. Ở đây chứa các mục bạn sử dụng thường xuyên, bao gồm các thư mục, ổ đĩa và thẻ. Theo mặc định, sidebar được chia thành 4 phần. Mục Favorite bao gồm các mục bạn hay dùng nhất như Airdrop, các tệp được sử dụng gần đây, thư mục ứng dụng, tài liệu và tải về. Mục iCloud bao gồm các mục tự động được lưu trong iCloud Drive khi bạn bật thư mục Desktop and Document trong iCloud. Tiếp theo là Location, vị trí. Ở đây hiển thị các ổ đĩa trên Mac của bạn, bao gồm mọi ổ đĩa hoặc thiết bị được kết nối với Mac và bất kỳ ổ đĩa quang khả dụng nào. Các máy được chia sẻ trên mạng nội bộ của bạn cũng sẽ liệt kê tại đây, kể cả các thiết bị AirPods and Time Capsule. Cuối cùng là Tag. Các thẻ màu cung cấp khả năng truy cập nhanh vào tất cả các thư mục sử dụng một thẻ riêng biệt. Các bạn bấm vào một thẻ màu để xem các tệp sử dụng màu đó. Các bạn có thể tùy chỉnh sidebar, kéo thả các thư mục cá nhân để truy cập nhanh. Ngoài ra, muốn ghi một tệp hoặc ứng dụng, chỉ cần nhấn giữ phím Command, sau đó kéo vào sidebar là xong. Muốn xóa, nhấn giữ mục và kéo ra khỏi sidebar. Để sắp xếp lại các thư mục trên sidebar, nhấn giữ sau đó kéo mục tới vị trí mới. Các thao tác thêm tập, mục và sidebar chỉ tạo lối tắt tới tệp, mục đó. Xong sidebar, tiếp theo là thanh bên trên này, thanh công cụ Toolbar. Thanh này bao gồm nhiều tùy chọn như Back, Forward, trở về hoặc tới thư mục trước đó. Bên cạnh là chỗ hiển thị tên thư mục. Biểu tượng View ở đây là tùy chọn cách xem mục, có thể xem dạng biểu tượng, danh sách, cột hoặc bộ sưu tập. Bên cạnh là sắp xếp theo tên, ngày tạo, kích thước, tag, v.v. Khu vực bên này là khi chọn tệp, bạn có thể chia sẻ hoặc gắn thẻ tag cho tệp đó. Mục Action là các tùy chọn hành động như mở, xóa, đổi tên, v.v. Bạn cũng có thể click chuột phải vào tệp để hiển thị tùy chọn. Cuối cùng là Search. Các bạn nhấn vào đây và gõ tên thư mục, tệp, ứng dụng cần tìm kiếm. Ngoài ra cũng có thể tùy chỉnh thanh toolbar. Ở Finder, trên thanh menu bar, nhấn vào View, chọn Customize Toolbar. Bản công cụ mới hiện ra. Kéo thả mục vào và ra khỏi thanh toolbar. Để thay đổi vị trí, các bạn nhấn giữ nút Command, sau đó di chuyển các mục tới vị trí mới. Để thêm tệp hoặc ứng dụng, nhấn giữ Command, kéo tệp hoặc là ứng dụng vào thanh toolbar cho tới khi bạn thấy dấu cộng màu xanh lá.
Xóa thì chỉ cần giữ Command và kéo mục ra khỏi thanh thôi. Sau Sidebar và Toolbar, mở Folder. Nhìn lên thanh Menu Bar, có các mục File, Edit, View. Cùng đi chi tiết từng mục nhé. Đầu tiên là File, New Folder Window, mở cửa sổ Folder mới. New Folder, tạo thư mục mới ngay tại cửa sổ đang mở. New Folder Width, tạo thư mục mới với các mục được chọn. New Smart Folder, bạn có thể tạo thư mục thông minh. Smart Folder chứa danh sách các tệp có chung nhiều điểm, chỉ định tiêu chí cho các mục bạn muốn trong thư mục, chẳng hạn như loại tệp, ngày mở tệp hoặc nội dung của tệp. Ví dụ, nếu bạn muốn nướng bánh, bạn có thể tạo thư mục thông minh có tất cả tài liệu bạn đã mở vào năm ngoái và chứa các từ bánh quy và công thức. Sau đó chỉ việc bấm Save, nhập tên và vị trí cho thư mục thông minh của bạn. New Tab, tùy chọn này sẽ thêm một tab mới vào phần hiển thị thư mục, cho phép bạn chuyển đổi nhanh giữa các tab. Open, thay vì nhấn đúp để mở file thì chúng ta có thêm tùy chọn nhấn Command O để mở nó. Open With, mở tệp bằng ứng dụng khác trình xem mặc định. Close Window, đóng cửa sổ đang mở. Get Info, lấy thông tin tệp thư mục đang chọn. Rename, đổi tên tệp thư mục. Compress, nén tệp thư mục sang dạng zip. Bạn có thể nén nhiều tệp thư mục thành một file duy nhất để gửi mail chẳng hạn. Duplicate, nhân bản. Make Alias, tạo shortcut ứng dụng, tệp, thư mục để có thể ném ra desktop nếu các bạn thích sống Windows. Quick Look, xem nhanh. Khi bạn chọn vào một tệp như ảnh hay một file Excel, nhấn Quick Look sẽ hiển thị xem nhanh tệp đó mà không cần mở vào ứng dụng. Với thư mục thì Quick Look sẽ hiển thị thông tin thư mục như kích thước, số lượng tệp, thời gian sửa đổi lần cuối. Print, in tệp. Share, chia sẻ tệp qua mail, tin nhắn hay airdrop, v.v. Show in Closing Folder, cho phép bạn tìm tới vị trí tệp gốc, chỉ hiển thị với những tệp trong mục Recent gần đây. Ở mục khác sẽ có tùy chọn Show Original, chỉ hiện với shortcut. Nếu là tệp gốc, tùy chọn này sẽ bị ẩn mờ đi. Add to Sidebar, thêm tệp, thư mục, ứng dụng vào thanh Sidebar. Move to Trash, xóa mục đã chọn. Eject, tháo ổ đĩa ảo cũng như ổ cứng vật lý. Tag, thêm thẻ màu vào thư mục để dễ tìm kiếm. File, tìm kiếm chi tiết với các tiêu chí được chỉ định như loại tệp, ngày tạo, tên nội dung.
tiếp theo là Edit. Ở đây có các tùy chọn như Undo, khôi phục lại thao tác vừa thực hiện. Redo, thực hiện lại những thao tác đã undo. Cut, chuyển mục vào bộ nhớ tạm, sau đó di chuyển tới nơi chỉ định. Copy, paste, sao chép và dán. Select all, chọn tất cả các mục nằm trong cửa sổ folder đang mở. Show clipboard, hiển thị bảng bộ nhớ tạm. Start dictation, đọc chính tả. Emoji and symbol, biểu tượng và ký hiệu. Qua mục view, ở đây có các tùy chọn như cách xem mục dưới dạng biểu tượng, danh sách, cột hay thư viện. Use group, nhóm và sắp xếp các thư mục theo thư mục, loại tệp để dễ tìm kiếm. Sort by, sắp xếp theo tên, kích thước, v.v. Clean up, khi các thư mục trong folder quá lộn xộn, chồng chéo lên nhau, bạn có thể nhấn tùy chọn này để sắp xếp lại nhìn cho gọn gàng. Clean up by, dọn dẹp, sắp xếp theo tên, kích thước. Show hide sidebar, ẩn hiện sidebar. Show hide preview, thêm một cửa sổ nhỏ để hiển thị bản xem trước khi bạn nhấn chọn mục đó. Bên dưới này là các tùy chọn ẩn hiện trên các thanh toolbar, tab 3, path 3 trên cửa sổ folder. Customize toolbar này mình đã nói ở trên rồi. Show hide view option, ẩn hiện tùy chọn xem. Sau khi nhấn vào mục này sẽ hiện ra bảng tùy chọn cho phép như thay đổi kích cỡ biểu tượng, khoảng cách lưới, kích cỡ văn bản và các mục khác. Mỗi chế độ xem như biểu tượng, danh sách, cột, bộ sưu tập sẽ hiển thị một tùy chọn xem khác nhau. Ở chế độ danh sách, một tùy chọn mình thấy khá hay là hiển thị kích thước tệp và tính toán cả kích thước thư mục. Các bạn thử xem nhé. Các bạn tích vào tùy chọn mình cần là được. Enter full screen, cửa sổ folder đang mở sẽ bật toàn màn hình. Ở mục Go Back and Forward là lùi và tiến về phía trước cửa sổ folder đang mở. In Closing Folder là đi tới thư mục chứa các mục đang chọn. Ở bên dưới đây là các thư mục Apple đã để sẵn cho người dùng dễ truy cập như mục gần đây, tài liệu, màn hình chính, tải về. Ngoài ra còn có các thư mục AirDrop, các ổ mạng, iCloud Drive. Recent Folders hiển thị các thư mục được truy cập gần đây. Go to Folder đi tới thư mục. Nếu các bạn có đường dẫn chính xác của thư mục đó thì có thể gõ vào đây và truy cập ngay lập tức thư mục đó. Connect to Server kết nối với máy tính hoặc máy chủ bằng cách nhập địa chỉ của máy chủ. Bạn có thể điều khiển máy, truy cập chia sẻ file. Bên mình đã có video chi tiết riêng về vấn đề này. Các bạn có thể xem ở bên dưới phần mô tả nhé. Ở mục Windows có các chức năng gồm thu nhỏ, phóng to. Xếp cửa sổ sang phía bên trái phải màn hình. Circle through window, chuyển qua lại giữa các cửa sổ. Các bạn có thể dùng phím tắt nếu chuyển nhiều cửa sổ folder.
Ở dưới đây là hiển thị tab trước, hiển thị tab tiếp theo. Di chuyển tab đang mở ra cửa sổ Finder mới. Bring all to front, đưa tất cả các cửa sổ Finder lên trước, những cửa sổ ứng dụng khác sẽ lùi ra sau. Cuối cùng là mục Help, chỉ là mục trợ giúp không có tính năng gì. Vậy là chúng ta đã nói qua hầu hết các tính năng của Finder. Các bạn có thắc mắc gì, hãy comment ở bên dưới và chúng mình sẽ giải đáp nếu có thể nhé.